Vấn đề đạo tràng. Đức Phật gọi Quan Nghiêm đồng tử bảo: Quan Nghiêm, thầy hãy đi thăm bệnh Bồ Tát Duy Ma Cật. Quan Nghiêm đồng tử thưa: Bạch Thế Tôn, con không tham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh Bồ Tát Duy Ma Cật. Trước đây vào một hôm nọ, con từ trong thành Tỳ Gia Ly đi ra, ngài Duy Ma Cật thì từ ngoài thành đi vào. Con lễ phép chào và hỏi: Thưa cư sĩ, ngài từ đâu đến đây? Ông Duy Ma Cật đáp: Tôi từ đạo tràng đến. Con lấy làm lạ hỏi: Ngài nói đạo tràng, vậy đạo tràng nào, ở đâu? Ông Duy Ma Cật đáp: Trực tâm là đạo tràng. Tâm hạnh thành thật, thẳng thắn, không hư dối quanh co. Phát hạnh là đạo tràng, siêng năng tinh tấn, làm tất cả việc. Thâm tâm là đạo tràng, luôn luôn vun bồi công đức và làm tăng trưởng công đức. Bồ đề tâm là đạo tràng, vận dụng trí tuệ trong sự thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết để tránh mọi si mê lầm lạc. Bố thí là đạo tràng, thí tài, thí pháp và thí cả vô úy cho chúng sanh mà không hy vọng đền đáp, đền ơn, nghĩa. Trì giới là đạo tràng, giữ giới thanh tịnh đúng như chí nguyện mong ước lúc phát khởi sơ tâm. Nhẫn nhục là đạo tràng, tâm được điều thuận, nhu nhuyễn đối với tất cả chúng sanh, không còn bị chướng ngại. Tinh tấn là đạo tràng, không lúc nào giải đãi trong việc học chánh pháp, hành pháp, hành chánh pháp và sống trong chánh pháp. Thiền định là đạo tràng, tâm nhu hòa an ổn, không rong ruổi ở lục dục nhất tình, thất tình, thấy được tự tướng hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Trí tuệ là đạo tràng, thấy rõ bản chất vô thường, vô ngã và bất tịnh của các pháp đúng như thật. Từ là đạo tràng, đối với tất cả chúng sanh đều thương con như một, như con một. Bi là đạo tràng, vận dụng mọi phương tiện cứu khổ cho chúng sanh. Hỷ là đạo tràng, lúc nào cũng vui mừng khi thấy người khác được vui. Xả là đạo tràng, đoạn hết mọi ý niệm ghét thương trong lòng. Giải thoát là đạo tràng, luôn luôn vận dụng pháp bội xả và sống trong pháp bội xả. Phương tiện là đạo tràng, giáo hóa chúng sanh bằng nhiều hình thức tùy căn cơ đối tượng. Tứ nhiếp là đạo tràng, thuyết pháp độ chúng sanh bằng nhiều cách và tùy cơ duyên mà hóa độ. Đa văn là đạo tràng, nghe chánh pháp rồi thực hành đúng chánh pháp. Phục tâm là đạo tràng, vận dụng chánh quán mà quán các pháp. 37 phẩm trợ đạo là đạo tràng, rồi bỏ hết các pháp hữu vi. Tứ đế là đạo tràng, thấy đúng như thật, biết đúng như thật, nói đúng như thật các pháp thế gian. Duyên khởi là đạo tràng, biết rõ từ vô minh cho đến lão tử đều không có cái hết. Các phiền não là đạo tràng, vì nhận biết sự tác hại của phiền não một cách quyết định. Chúng sanh là đạo tràng, vì nhận biết sự hòa hợp, sự nương gá tạm bợ, biết rõ tánh chất vô thường, vô ngã của chúng. Tất cả pháp là đạo tràng, vì biết rõ tất cả pháp vốn không. Tam giới là đạo tràng, dù nhận có tam giới mà không bị ràng buộc bởi tam giới. Sư tử hống là đạo tràng,
vì sự thuyết pháp độ sanh đạt đến vô sở úy. Thập lực tứ vô sở úy, thập bát bất cộng pháp là đạo tràng, vì thân khẩu ý đã thuần thục đạt đến chỗ tột cùng của thanh tịnh, không còn có sự sai lầm. Tam minh là đạo tràng, nhận thức các pháp thấu suốt tận gốc tột nguồn. Nhất niệm tri nhất thiết pháp là đạo tràng, vì thành tựu nhất thiết chủng trí. Thế đấy, Quan Nghiêm đồng tử, Bồ Tát nếu ứng dụng trí tuệ Bà La Mật giáo hóa chúng sanh, thì mọi hành động dở chân lên hạ chân xuống đều từ đạo tràng đến, và lúc nào cũng ở trong Phật pháp vậy. Bạch Thế Tôn, Quan Nghiêm thưa, Bồ Tát Duy Ma Cực nói thời pháp ấy, rồi có rất đông hành người trời phát tâm vô thượng bồ đề, vì vậy con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông ấy. Trực chỉ đề cương. Đạo tràng, thông thường người ta có ba cách nghĩ. Một là chỗ Đức Phật thành đạo dưới cội bồ đề. Hai, chỗ tụ hội của một tập thể đông đảo. Ba, chỗ làm chai có xô sàng thí rế cầu siêu bột bạc tiếng. Trong nhận thức của Quan Nghiêm đồng tử cũng chưa vượt ra ba ý nghĩa đó. Bồ Tát Duy Ma Cật trong dáng vẻ ung dung tự tại đi vào trong thành Tỳ Gia Ly, khiến cho Quan Nghiêm đồng tử rất ngạc nhiên khi nghe Bồ Tát Duy Ma Cật trả lời: tôi từ đạo tràng đến. Một câu trả lời bình thường như bao nhiêu ngữ ngôn bình thường, vậy mà sức công phá hết sức lớn lao. Nó sẽ toạc màn vô minh cho thế hệ tương lai, vén mây ngút chỉ trời xanh cho những nhận thức giả lúc bấy giờ rằng đạo tràng không phải là chỗ Phật ngồi, cũng không phải là chỗ tụ hội của một nhóm người đông đúc, cũng không phải gia đám làm chai có xô sàng thí rế tụng tán cốc khen. Bồ Tát sống trong các ba la mật môn giáo hóa chúng sanh, khiến cho họ phát bồ đề tâm, thì nhất cử nhất động dở chân lên để chân xuống đều có thể gọi là đạo tràng, và ở chỗ nào cũng không ngoài Phật pháp, và ở trong Phật pháp